hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 4 năm 2021. Các hành tinh buổi tối. Sao Hỏa hiện diện trên bầu trời buổi tối. Trong tháng này, sao Hỏa xuất hiện ở khu vực của chòm sao Kim Ngưu và Song Tử. Sao Hỏa còn được gọi tên là hành tinh đỏ bởi vì bề mặt của hành tinh này có màu đỏ tối. Vì kích thước quá nhỏ bé của mình, các chi tiết trên bề mặt của sao Hỏa chỉ có thể quan sát được qua những chiếc kính thiên văn mạnh nhất. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn. Vào tối 17 tháng 4 sẽ là giao hội của sao Hỏa với mặt trăng. Mặt trăng và sao Hỏa sẽ tiến đến gần nhau và cách nhau chỉ không độ 14 phút. Các hành tinh buổi sáng. Sao Mộc hiện diện trên bầu trời buổi sáng sớm. Trong tháng này, sao Mộc sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Market và Bảo Bình. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Bốn vệ tinh lớn nhất của hành tinh khí khổng lồ này có thể dễ dàng quan sát được qua một cặp ống nhòm. Bề mặt của sao Mộc đặc trưng bởi các sọc mây màu nâu tối có thể quan sát được qua kính thiên văn. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía đông ngay trước khi mặt trời mọc. Sao Thổ hiện diện trên bầu trời buổi sáng sớm. Trong tháng này, sao Thổ sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Market. Sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ tuyệt đẹp với vành đai đặc trưng bao quanh. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra vành đai tuyệt đẹp của hành tinh này. Hãy tìm kiếm hành tinh này trên bầu trời phía đông ngay trước khi mặt trời mọc. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website vật lý thiên văn.com để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.